Để trả lời được cho câu hỏi du lịch Singapore vào tháng nào đẹp nhất sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và quan trọng nhất chính là thời tiết. Với vị trí nằm ngay gần xích đạo, Singapore sở hữu đặc trưng khí hậu nhiệt đới ẩm khá tương đồng với khí hậu ở Việt Nam. Chính bởi vậy mà người Việt đi du lịch Singapore hầu hết đều sẽ rất dễ dàng thích nghi được với khí hậu nơi đây. Thời gian từ tháng 2, khi mùa mưa ở Singapore kết thúc cũng chính là thời điểm lý tưởng để bạn có thể đi du lịch. Nền nhiệt độ ở Singapore dao động từ 23 tới 31 độ và không khí tại Singapore rất trong lành bởi đây là một trong những quốc gia sạch nhất trong khu vực. Chỉ có một lưu ý nhỏ dành cho bạn, đó là mùa mưa ở Singapore sẽ bắt đầu từ khoảng tháng 11 cho tới tháng 1 năm sau, nên nếu có dự định du lịch vào thời điểm này thì bạn cần phải cân nhắc thật kỹ. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, những địa điểm mua sắm nước tiếng châu Á cùng với nền văn hóa bản địa đa dạng, Singapore thật sự có nhiều điều thú vị hấp dẫn đông đảo khách du lịch ghé thăm. Trước khi quyết định nên đi tour du lịch Singapore vào tháng nào thì trước tiên bạn cần phải đặt ra mục đích rõ ràng cho chuyến đi của mình. Mỗi mục đích riêng sẽ có những khoảng thời gian thích hợp riêng để bạn có được nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Du lịch Singapore để vui chơi giải trí thời gian từ tháng 2, khi mùa mưa ở Singapore kết thúc cũng chính là thời điểm lý tưởng để bạn có thể đi du lịch. Trong tháng 2, 3, 4 thời tiết tại Sing đặc biệt dễ chịu, có nắng nhưng cũng không quá gay gắt, rất thích hợp để tham gia các trò chơi ngoài trời hoặc đi biển. Các tháng 5, 6, 7 vẫn là thời